Công Phượng có tên trong danh sách 33 cầu thủ triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai cuộc đối đầu gặp Indonesia vào ngày 21 và 26 tháng 3 tới. Tặng ngay ly lấy lộc xinh xỉu khi mua 4 lốc sữa lốc Manto, nhanh lên, số lượng có hạn. Chiều nay, ngày 11 tháng 3, huấn luyện viên Philippe Thuissier đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo đó, lực lượng của đội tuyển Việt Nam tập trung đợt FIFA Day tháng 3 năm 2024 lần này, quy tụ 33 cầu thủ và đều là những gương mặt đã từng làm việc với nhà cầm quân người Pháp tại đội tuyển quốc gia cũng như đội tuyển U23 quốc gia. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi với quỹ thời gian ngắn để chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân Indonesia vào ngày 21 tháng 3 tới và trở về sân nhà vào ngày 26 tháng 3, thì các cầu thủ được triệu tập phải có khả năng bắt nhịp nhanh nhất với lối chơi của đội tuyển. Tuy vậy, đội tuyển vẫn có những sự vắng mặt đáng tiếc do chưa hồi phục chấn thương, như là trường hợp của thủ thành Đặng Văn Lâm bị chấn thương cổ chân, trung vệ Quế Ngọc Hải chấn thương cơ khép háng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu vừa phẫu thuật điểm bám gót Asin, hay tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh tổn thương dây chằng đầu gối, hay mới nhất là trường hợp của tiền đạo Phạm Tuấn Hải bị chấn thương cổ chân trong trận gặp câu lạc bộ Quảng Nam tại vòng 13 V-League. Về trường hợp của hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, cầu thủ này đã bị chấn thương rách môi sau một pha va chạm với cầu thủ đội bạn ở trận Công An Hà Nội gặp Thể Công Viettel vào tối ngày 9 tháng 3 và phải khâu 24 mũi. Mặc dù vẫn có tên trong danh sách triệu tập, nhưng chấn thương này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng thi đấu của Bùi Hoàng Việt Anh. Trước mắt là ở trận lượt đi trên sân Indonesia vào ngày 21 tháng 3. Ngoài ra, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng dù đã trở lại tập luyện cùng câu lạc bộ Hà Nội sau 20 ngày điều trị chấn thương bàn chân và vẫn có tên trong danh sách triệu tập, nhưng cũng cần thêm thời gian để có thể đạt được trạng thái tốt nhất. Quay trở lại với trường hợp của Bùi Hoàng Việt Anh, theo cập nhật mới nhất từ bộ phận y tế của câu lạc bộ Công an Hà Nội, Bùi Hoàng Việt Anh chỉ bị chấn thương ở vùng mềm, tình hình không có gì quá phức tạp và có thể ra sân trong thời gian tới. Ở một diễn biến khác, đội tuyển chào đón sự trở lại của một số cựu binh đáng chú ý như là hậu vệ Nguyễn Thành Trung, trung vệ Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Nguyễn Đức Chiến, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh hay Nguyễn Công Phượng. Bên cạnh đó, sự hiện diện của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng sau màn trình diễn tỏa sáng vừa qua cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra làn gió mới trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam. Theo như kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân từ ngày 13 tháng 3 tới. Tuy nhiên là do vướng lịch thi đấu ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023-2024, nên phải đến ngày 15 tháng 3, đội tuyển mới quy tụ đầy đủ quân số. Và như vậy thì thực tế là huấn luyện viên Philippe Thuissier chỉ có quỹ thời gian 4 ngày luyện quân tại Hà Nội trước khi đội di chuyển sang Indonesia vào sáng ngày 19 tháng 3. Tại đây, ông và các học trò của mình sẽ có thêm 2 buổi tập nữa để hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu gặp đội tuyển chủ nhà diễn ra vào ngày 21 tháng 3 năm 2024 trên sân vận động Gelora Bung Karno có sức chứa là 80.000 khán giả. Kết thúc trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về vào ngày 22 tháng 3 để chuẩn bị cho trận tái đấu với đội bóng xứ sở vạn đảo diễn ra vào ngày 26 tháng 3 năm 2024 trên sân quốc gia Mỹ Đình. Trả lời báo chí, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã có những chia sẻ sau khi được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Anh tỏ ra hào hứng với sự trở lại của Công Phượng và khẳng định không e ngại một Indonesia nhập tịch hàng loạt cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Duy Mạnh là một trong 33 cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập lên đội tuyển Việt Nam hướng đến hai trận đấu gặp Indonesia tại vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026. Duy Mạnh cũng chia sẻ, tôi rất vui khi có tên trong danh sách. Việc lên tập trung đội tuyển Việt Nam luôn đem đến niềm vinh hạnh cho cá nhân tôi. Không chỉ riêng tôi đâu mà bất cứ cầu thủ nào cũng có chung niềm háo hức như vậy. Trước mắt thì đội tuyển Việt Nam sẽ đương đầu với những thử thách khó khăn ở vòng loại World Cup 2026. Tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều để duy trì phong độ và thể trạng nhằm thể hiện hết khả năng của mình. Nói về đội tuyển Indonesia, Duy Mạnh cho rằng qua thông tin trên báo chí tôi biết Indonesia nhập tịch tới 11 cầu thủ. Họ hiện sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài với chuyên môn tốt. Thật sự thì trước đó Indonesia vẫn là đội không dễ chơi. Họ sở hữu lối đá quyết liệt, xông xáo và giờ càng khó chơi hơn khi mà nhập tịch hàng loạt cầu thủ như vậy. Đôi khi chúng tôi trêu nhau rằng không biết mình sẽ đá với đội tuyển Hà Lan hay là Indonesia nữa. Nhưng đội tuyển Việt Nam cũng có những cầu thủ chất lượng. Chúng tôi không vì việc Indonesia nhập tịch mà sợ hãi. Lo lắng là điều không có trong suy nghĩ của bất cứ cầu thủ nào.
là cầu thủ chuyên nghiệp, đội phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi rất yêu đội tuyển Việt Nam. Tôi mong muốn chúng tôi sẽ thi đấu thật tốt trước Indonesia. Dù đội gặp khó khăn trước Indonesia tại hai lượt trận sắp tới, đặc biệt khi phải hành quân sang sân Gelora Bung Karno, nhưng tôi tin rằng nếu như có sự chuẩn bị tốt, đạt phong độ cao, thể trạng ổn thì đội tuyển Việt Nam sẽ chơi hay ở hai trận đấu sắp tới. Xoay quanh danh sách triệu tập lên đội tuyển Việt Nam lần này thì Công Phượng quay trở lại là một tín hiệu vui, nhất là trong bối cảnh Văn Hậu, Văn Lâm, Ngọc Hải, Tấn Anh dính chấn thương. Duy Mạnh cho rằng tôi tiếc với một số trường hợp không thể lên đội tuyển Việt Nam vì chấn thương, còn Công Phượng thì chúng ta cũng thấy chuyên môn như thế nào, cậu ấy có trình độ, thích nghi nhanh. Tôi tin với việc tập trung sớm lên đội tuyển Việt Nam, Phượng sẽ sớm hòa nhập với thể trạng tốt. Đội cũng vì thế mà có thêm nhân sự để ban huấn luyện đánh giá trước khi hướng đến các trận đấu trong tháng 3 này. Mong mọi người cổ vũ, đồng hành với đội tuyển Việt Nam. Tôi tin sự ủng hộ bằng nhiều cách của cổ động viên sẽ giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua khó khăn. Bằng sự đồng lòng, tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ có kết quả tốt. Sau đây là danh sách các cầu thủ triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 gặp đội tuyển Indonesia vào ngày 21 và ngày 26 tháng 3. Thủ môn Nguyễn Philip, Công an Hà Nội, Nguyễn Đình Triệu, Hải Phòng FC, Nguyễn Văn Việt, Sông Lam, Nghệ An. Hậu vệ có Vũ Văn Thanh, Công an Hà Nội, Hồ Tấn Tài, Công an Hà Nội, Bùi Hoàng Việt Anh, Công an Hà Nội, Giáp Tuấn Dương, Công an Hà Nội, Bùi Tiến Dũng, thể công Viettel, Nguyễn Thanh Bình, thể công Viettel, Phan Tuấn Tài, thể công Viettel, Đỗ Duy Mạnh, Hà Nội FC, Nguyễn Thành Trung, Hà Nội FC, Lê Ngọc Bảo, Maryland Quy Nhơn Bình Định, Võ Minh Trọng, BKM Bình Dương. Tiền vệ có Nguyễn Hoàng Đức, thể công Viettel, Nguyễn Đức Chiến, thể công Viettel, Trương Tiến Anh, thể công Viettel, Khuất Văn Khang, thể công Viettel, Lê Phạm Thành Long, Công an Hà Nội, Nguyễn Quang Hải, Công an Hà Nội, Phạm Văn Luân, Công an Hà Nội, Đỗ Hùng Dũng, Hà Nội FC, Phạm Xuân Mạnh, Hà Nội FC, Nguyễn Hai Long, Hà Nội FC, Triệu Việt Hưng, Hải Phòng FC, Nguyễn Thái Sơn, Đông Á Thanh Hóa, Trần Ngọc Sơn, Thép Xanh Nam Định. Tiền đạo có Nguyễn Văn Tùng, Hà Nội FC, Nguyễn Đình Bắc, Hà Nội FC, Nhâm Mạnh Dũng, thể công Viettel, Nguyễn Văn Toàn, Thép Xanh Nam Định, Nguyễn Tiến Linh, BKM Bình Dương và Nguyễn Công Phượng, Yokohama FC. Liên quan đến đội tuyển U23 Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến du đấu tại Tajikistan, huấn luyện viên Philip Thuse cũng đã công bố danh sách 24 tuyển thủ chuẩn bị cho đợt hội quân lần này. Theo đó, 24 cái tên dưới sự dẫn dắt của trợ lý huấn luyện viên ông Muley sẽ bao gồm thủ môn Đoàn Huy Hoàng, câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước, Quang Văn Chuẩn, Hà Nội FC, Cao Văn Bình, Sông Lam Nghệ An, hậu vệ có Trần Quang Thịnh, LB Băng Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Nhật Minh, Hải Phòng FC, Nguyễn Bảo Long, PVF Công an Nhân dân, Nguyễn Ngọc Thắng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hồ Văn Cường, Công an Hà Nội, Lương Duy Cương, SHB Đà Nẵng, Lê Nguyên Hoàng, Sông Lam Nghệ An. Tiền vệ có Lê Quốc Nhật Nam, PVF Công an Nhân dân, Huỳnh Công Đến, PVF Công an Nhân dân, Nguyễn Đức Phú, PVF Công an Nhân dân, Hà Văn Phương, Công an Hà Nội, Hoàng Văn Toản, Công an Hà Nội, Bùi Ngọc Long, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Vĩnh Nguyên, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Văn Hữu, SHB Đà Nẵng, Trần Mạnh Quỳnh, Sông Lam Nghệ An, Võ Hoàng Minh Khoa, BKM Bình Dương, Nguyễn Thái Quốc Cường, Bà Rịa Vũng Tàu. Tiền đạo có Nguyễn Quốc Việt, LB Băng Hoàng Gia Lai, Bùi Vĩ Hào, BKM Bình Dương và Nguyễn Minh Quang, SHB Đà Nẵng. Vào ngày 17 tháng 3 tới đây, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Tajikistan để thi đấu giao hữu hai trận với đội tuyển U23 Tajikistan, lần lượt vào ngày 20 tháng 3 và ngày 23 tháng 3. Đây là hai trận đấu có tính chất làm nóng cho đội tuyển U23 Việt Nam hướng tới vòng chung kết U23 châu Á năm 2024 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tại Doha, Qatar. Tại đây, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối diện với các thử thách đến từ Uzbekistan, Kuwait và Malaysia ở bảng D. Ngược lại, việc mời đội tuyển U23 Việt Nam sang thi đấu giao hữu cũng có ý nghĩa rất lớn đối với đội tuyển U23 Tajikistan khi họ lần lượt sẽ đối mặt với Ả Rập Xê Út, Iraq và Thái Lan ở bảng C của vòng chung kết giải U23 châu Á. Tặng ngay đi lấy lộc sinh xỉu khi mua 4 lốc sữa lốc Manto. Nhanh lên, số lượng có hạn.